Xin chào các bạn, hôm nay tôi lại quay trở lại với các bạn để giúp các bạn là cách đọc các từ mà có trong phần Unit 3 Music của chương trình tiếng Anh lớp 10 Global Success. Đây là những cái từ mà giúp các bạn có thể hiểu được các nội dung chính, những cái từ keywords mà sẽ xuất hiện ở trong chương trình tiếng Anh lớp 10 ở trong bài số 3. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nhé. Và các bạn hãy nghe và đọc theo. OK, sẽ giúp các bạn sẽ hiểu được cách đọc của các từ và giúp các bạn tự tin trong cái việc học tiếng Anh. Các bạn không còn sợ tiếng Anh nữa. Nào, chúng ta hãy bắt đầu với từ đầu tiên. Từ thứ nhất, audience. Các bạn thân mến, đây là từ audience, nghĩa của nó là khán giả. Từ này đọc là audience. Từ này có nghĩa là CE, chúng ta giống như bài học hôm trước tôi đã nhắc thì từ này đọc là S, audience, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Nào, các bạn đọc lại nhé, audience. Nào, các bạn đọc theo tôi, audience, audience, rất tốt. Chúng ta tiếp tục với từ thứ hai, từ award. Đây là một danh từ, từ này cũng có nghĩa là một động từ, có nghĩa là giải thưởng. Với động từ có nghĩa, động từ của nó có nghĩa trong tiếng Việt đó là trao giải thưởng. Từ này đọc A đọc là ơ, và từ thứ hai AR đọc là O. Các bạn đọc lại theo tôi, award, award, award. OK, that's good. Chúng ta tiếp tục với từ số 3, bamboo clapper. Bamboo clapper. Nào, các bạn đọc lại nhé, bamboo clapper. Các bạn đọc lại nhé, bamboo clapper. Bam e a đọc là e, bu hai o đọc là u, clapper, bamboo clapper. OK, that's good. Rồi, chúng ta đọc lại này, bamboo clapper. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là từ số 4. Từ này đọc là ancient, ancient, ancient. Cái từ này trong tiếng Anh nó có một cái từ đặc khá đặc biệt, đó là CI, chúng ta đọc là S, ancient, ancient, đó là một tính từ, nghĩa của nó là cổ xưa. Ancient, ancient, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nên chúng ta đọc là ancient. Alright, là các bạn đọc lại nhé, đọc lại theo tôi, ancient, ancient. OK, that's good. À, chúng ta chuyển sang từ số 5. Từ thứ năm đó là argument, argument, a trọng âm vào a, và từ này chúng ta đọc giống như từ a ở trong tiếng Việt phải không ạ? Argument, argument, e đọc là ơ nên nó chuyển thành đọc là mình, argument, cuộc tranh cãi. Các bạn đọc lại nhé, argument, argument, hay lắm, rất là tuyệt. Chúng ta chuyển sang từ số 6, number 6, artist, artist. Trong âm rơi vào âm tiết thứ nhất giống như là a ở trên argument thì ar chúng ta cũng đọc là a, artist, artist. Các bạn lưu ý là trong tiếng Anh đuôi est thường chỉ người, và chúng ta đọc là artist. Again, các bạn đọc lại theo tôi, artist, artist. OK, chúng ta chuyển sang từ số 7, number 7, band. A này đọc là e, các bạn nhớ đây là A-E, đọc là E, band. Từ này trong tiếng Anh thì nó được phát âm là E, nhưng trong tiếng Việt chúng ta thấy là không có, đúng không ạ? Nhiều bạn đọc là ban thì không phải, đây là band, band. OK, các bạn đọc lại nè, band, band. Âm D ở cuối, chứ không là đọc âm cuối D phát âm gió, band. Các bạn đọc lại nhé, các bạn theo tôi, band, band. OK, that's good, very good. Now we move to the next word, be eliminated, 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 trọng âm và âm tiết thứ hai. Và chúng ta đọc lại, be eliminated có nghĩa là bị loại bỏ. Nào, các bạn đọc lại theo tôi nào, be eliminated, be eliminated. OK, that's good, very good. Chúng ta chuyển sang từ tiếp theo, từ số 9. Từ này đọc là career, trọng âm mà âm tiết thứ hai vào hai e này nên chúng ta đọc là career. Chúng ta không đọc là career,
không đọc là career. Alright, chúng ta đọc là career, sự nghiệp. Các bạn đọc lại nhé, career. Đọc lại theo tôi tiếp nào, career. Rất tốt. Chúng ta chuyển sang từ số 10, combine. Combine. E, chúng ta đọc là I. O, đọc là ơ. Vì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nên O chúng ta sẽ đọc là ơ. Combine, kết hợp. Alright, we move to the next words. Command. Command. O và ơ. Sorry, O và E chúng ta vẫn đọc là command. Mặc dù là man nhưng trọng âm vẫn rơi vào com. Đây là một danh từ. Command, lời bình luận. Các bạn thấy là chúng ta hay đọc là command, command đúng không ạ? À, chúng ta đọc tiếng Anh thì chúng ta nên đọc cái âm cuối là T, command. Các bạn đọc lại nhé, đọc lại theo tôi nào. Command. 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 Ok, very good. Next, chuyển sang từ số 12, number 12. Competitions. Competitions, cuộc thi. Competitions. Giống như là hôm trước đuôi E, O, N, chúng ta đọc là shen, đúng không ạ? T, trọng âm là T, và chúng ta đọc là competitions. Đọc là ơ, competitions, cuộc thi. À, các bạn đọc lại nhé, đọc lại theo tôi nào. Competition. 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 Ồ, rất tốt thưa các bạn. Chúng ta chuyển sang thứ 13. Concert. Từ số 13 là concert, một buổi hòa nhạc. À, có nhiều bạn đọc là concert, ok, không sao. Nhưng mà chúng ta nhớ là trọng âm nó rơi âm tiết thứ nhất. Mà các bạn đọc lại theo tôi là concert, concert, concert. Rất tốt, ok, right, very good. Next, we move to the next words. Costume, costume, costume. À, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. À, cost u chúng ta đọc là u. Costume, trang phục. Các bạn đừng nhầm với cái từ custom. Alright, custom là từ khác. Next, we move to the words number 15. Culture. Culture, từ văn hóa, đúng không ạ? Culture, u đọc là á và u tiếp theo chúng ta đọc là ơ và t u chúng ta đọc là tra. Culture, culture. Mà các bạn đọc lại theo tôi nào. Culture, culture, culture. Ok, very good. Tiếp tục, xin mời các bạn đến với từ số 16, number 16. Decide. Decide, quyết định. Decide, quyết định. Decide. Các bạn sẽ để ý thấy là IDE thường chúng ta sẽ đọc là I. Và C chúng ta sẽ đọc đứng trước I nên là nó sẽ được đọc là S. Và chúng ta đọc là decide. Decide. À, các bạn đọc lại theo tôi lần nữa nhé. Decide. Decide. Ok, very good. Rất hay. Nào, chúng ta chuyển sang từ số 17. Decorations. 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 Alright. Decorations. Okay, that's good. Decorations. Nào, các bạn đọc lại theo tôi. Ration, decorations. Decorations. Okay. Chúng ta chuyển sang từ số 18. Từ này đọc là delay. A và y dài, chúng ta đọc là delay. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Delay. Alright, delay. Nào, các bạn đọc lại theo tôi. Delay. Delay. Okay, that's good. Now we move to the next word, number 19. Depend on. Depend on. Depend và on chúng ta nối liền nên depend on. Depend on có nghĩa là phụ thuộc vào. Alright, we move to the next words now. Next, number 20. Dress up. Dress up. Nào, các bạn đọc lại theo tôi nhé. Dress up. Dress up, ăn mặc đẹp. Dress up. Dress up. Oh, that's good. Next, we move to number 21. Từ này từ khá dễ các bạn ạ. Drum. Drum. Drum.
Right, drum. U đọc là á, drum. Okay, next we move to the next word, it 22. Eliminate. Eliminate, loại trừ. Eliminate, loại trừ. Number 23, enjoy. Enjoy. Các bạn đọc lại theo tôi, từ này cũng khá là quen thuộc đúng không ạ? Enjoy. Enjoy. All right, next with number 24, famous. 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 Từ này đọc là A và từ tiếp theo là ở. Chúng ta đọc lại nhé. Đọc lại theo tôi nào. Famous. Famous. Và từ số 25. Okay. Festival. Festival. À, trong phát âm thì họ không ghi âm nguyên âm ra, nhưng mà chúng ta vẫn đọc là vò. Festival. Buổi lễ hội. Festival. Ok, đó là 25 từ đầu tiên của Unit 3. Các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi để chúng ta tiếp tục có các buổi, các video tiếp theo để nói về cách đọc của các từ của bài số 3 Unit Music trong chương trình tiếng Anh Global Success. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và các bạn hãy luyện tập đọc hàng ngày. Các bạn lưu ý, practice make perfect, luyện tập tạo nên sự hoàn hảo. Do vậy các bạn cần luyện tập đọc thường xuyên. Các bạn hãy nghe lại những cái cách mà tôi phát âm. Nếu như các bạn chưa biết cách phát âm hoặc chưa biết cách đọc thì hãy nghe lại và hãy luyện tập. Tôi tin rằng với sự luyện tập chăm chỉ, các bạn sẽ thành công trong cái việc mà nói tiếng Anh. Cảm ơn các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and see you again.